Xin chào anh chị khách hàng. Thì video này Giang xin cập nhật tiến độ dự án của The Standard anh chị khách hàng nhé. Thì như anh chị khách hàng thấy sau lưng của Giang nè, đó chứ mà anh chị khách hàng, đây là cái tiến độ của dự án The Standard cực kỳ là nhanh luôn đúng không ạ? Thì công trình của chúng ta xây dựng là dường như là sắp xong rồi. Thì đang làm tường nè, đó. Thì kết nối. Rồi, anh chị khách hàng mua dự án The Standard thì hoàn toàn yên tâm về tiến độ xây dựng nhé. Rất là nhanh luôn. Và không lâu nữa là anh chị khách hàng sẽ được nhận nhà sớm thôi. Thì tiện ích thì nó đã hiện hữu, chỉ chờ cái căn nhà mơ ước của chúng ta đúng không ạ? Thì mỗi lần mà Giang đến đây, Giang có rất là nhiều cảm xúc đối với dự án The Standard. Về không gian sống cực kỳ là tuyệt vời anh chị khách hàng ạ. Thì một số anh chị khách hàng là thắc mắc về những cái dự án của chủ đầu tư An Gia về tiến độ xây dựng. Thì Giang đã bán những dự án của chủ đầu tư An Gia rồi, 5-6 dự án. Giang thấy cái dự án nào xây dựng cũng cực kỳ là nhanh luôn. Khi mà giấy phép hoàn thiện xong là họ lên phần móng, sau đó họ lên phần thân là làm cực kỳ là nhanh đúng không ạ? Thì khi ban đầu về dự án này á, thì chủ đầu tư An Gia khi mà mở những cái thông tin về cho khách hàng tham quan á, thì chủ đầu tư An Gia họ làm những cái tiện ích trước, rồi sau đó họ cũng làm luôn những cái căn hộ thực tế luôn nè anh chị này. Đó, những căn hộ thực tế này với cái dãy bên kia luôn. Đó, để cho anh chị khách hàng xem cái thực tế, cái chất lượng xây dựng thực tế luôn và cái mẫu thiết kế nó như thế nào luôn. Và cái mẫu thiết kế tại dự án The Standard đó là mẫu thiết kế là tầng thông minh anh chị khách hàng nhé. Thì không gian là tầng á, có nghĩa là anh chị nhìn ở đây nè, anh chị nhìn một cái căn này ha, thì ở dưới tầng trệt á thì nó cao, chiều cao của nó rất là cao đúng không ạ? Thì khi mà mình bước lên cái thang nó sẽ có sự lệch tầng, gọi là lệch khoa á, thì nó sẽ tạo không gian gọi là thoáng cho những cái căn phòng ngủ của chúng ta luôn, là ngoài cửa sổ sẽ không gọi là đấu mặt với nhau mà nó có sự lệch khoa một tí, nó sẽ tạo không gian cực kỳ là đẹp. Thì bây giờ Giang sẽ mời anh chị khách hàng xem qua cái tiện ích trên Clubhouse của chúng ta ha. Thì vị trí mình đang đứng đây là vị trí tầng 1 của Clubhouse dự án The Standard. Thì từ dưới bước lên là mình lên tới tầng 1 ha. Bên tay phải của chúng ta là văn phòng ban quản lý nha anh chị khách hàng. Thì sau này mình sở hữu thì có văn phòng ban quản lý đây hỗ trợ cho cư dân chúng ta. Khi mà mình gặp những vấn đề nhỏ gì đó mình sẽ cần ban quản lý. Rồi, khu vực bên tay trái của Giang đây là một cái phòng thư viện, phòng đọc sách. Anh chị nhìn vào ha, không gian cực kỳ là đẹp luôn. Rồi mình di chuyển tiếp ha. Thì đây là khu vực yoga, thì dành cho những chị đẹp ha. Những chị thì thích yoga, thì mình vừa tập yoga mình nhìn xuống cái hồ bơi cực kỳ là đẹp luôn nè mọi người. Đẹp đúng không ạ? Rồi tiếp theo là không gian khu vực của phòng gym. Thì dành cho những anh nam, ngay cả những chị nữ mà có cá tính mạnh mẽ thì chị nữ vẫn thích tập gym ha. Rồi sau khi mình tập yoga với tập gym á, thì mình sẽ có khu vực sauna. Đây là khu vực sauna ha anh chị khách hàng. Đây là phòng phòng nam ha. Thì hiện nay chưa hoạt động thì Giang cũng mời mọi người vào xem ha. Đây là phòng nam, sauna của nam. Trong cái phòng sauna này á, thì đây mình trải nghiệm đây. Nó có những cái lò đá khô ở đây ha. Rồi cực kỳ là gọi là trải nghiệm đúng không ạ? Rồi ở đây thì để những cái hộp tủ cho anh chị nè, để anh chị chứa khăn, rồi quầy rửa mặt đầy đủ luôn. Ở đây là cái bồn vệ sinh ha, thay đồ. Rồi mình di chuyển vào. Đây là phòng cho nam. Thì phòng cho nữ thì sao ạ? Mình di chuyển vào phòng cho nữ ha, sauna cho nữ ha. Đây là sauna cho nữ nè mọi người. Rồi đây là khu vực sauna cho nữ. Sauna cho nữ thấy cảm giác nó đẹp đẹp hơn vậy ta. Nó có tới 4 phòng luôn ha. Đây còn không gian thì cái cảm nhận thì nó đẹp 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 hơn đó mọi người. Đẹp đúng không ạ? Nhìn rất là sang ha. Cái Clubhouse này chủ đầu tư An Gia họ đầu tư đến 5 triệu đô cho Clubhouse để mà cho những cư dân có những cái trải nghiệm tốt hơn về cái dự án The Standard này. Anh chị khách hàng nào muốn quan tâm tham quan thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ mời anh chị nào chưa trải nghiệm đến tham quan thực tế để mình tìm hiểu. Ở đây còn những cái căn còn lại rất là đẹp luôn. Anh chị nào muốn sở hữu những căn đẹp nhất còn lại của dự án The Standard, vui lòng liên hệ với Giang ngay anh chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án The Standard. Xin chào anh chị khách hàng.